Nam em bị ném tiền vô mặt, Nam Anh lộ việc mắc nợ, phản ứng sau đó gây bất ngờ. Thời gian qua, Nam em là cái tên được công chúng đặc biệt quan tâm với những phát ngôn, chia sẻ chấn động trên mạng xã hội, nhất là khi công khai chuyện tình cảm với doanh nhân phong thủy. Mới đây, cô nàng tiếp tục gây chú ý khi tiết lộ câu chuyện từng bị người lạ vỉ mặt trong quá khứ. Cụ thể, cô viết trên trang cá nhân, tôi có một ký ức không đẹp về người Hà Nội. Khi tôi đi học ở một trường tại Láng Hạ, tôi bắt taxi đi mua đồ ăn cho các chị em. Đến chợ, tôi trả tiền taxi bo cho tài xế 10.000, nhưng tiền lẻ giấy 1-2.000. Sau đó, tôi bước xuống xe thì anh ta ném tiền qua khỏi cửa sổ nói, con điên. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ nhặt tiền lên và mua hoa quả về cho các chị em ăn chung. Nhìn các chị em vui, trong lòng tôi cũng đỡ tổn thương hơn rất nhiều. Sau khi đọc dòng trạng thái của Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, không ít người bày tỏ sự đồng cảm với cô. Bên cạnh đó, họ dành nhiều lời khen ngợi cho sự bình tĩnh của người đẹp khi gặp tình huống trớ trêu này. Được biết, đây là lần hiếm hoi nam em chia sẻ việc bị người lạ đối xử tệ trên mạng xã hội. Qua đó có thể thấy nàng Hoa Khôi chịu mở lòng mình với công chúng hơn so với trước đây. Nối gót em, Lệ Nam cũng vừa có bài viết gây chú ý. Ngày cuối cùng trong năm 2023, theo đó, trưa 31 tháng 12, người đẹp Tiền Giang bất ngờ đăng đàn ẩn ý chuyện thiếu nợ và bị lừa khiến dân tình dậy sóng. Cụ thể, cô viết, đi thi hoa hậu đầu năm, cuối năm trả nợ còn chưa hết, toàn bị người lớn lừa, lấy mình ra làm truyền thông, rồi hỏi sao người ta không cảm thấy bất công, lên tiếng thì bị các bạn chửi, nội tình oan ức. Nhìn thấy cảnh bất công không được nói, rồi sức khỏe thì bị chơi, mấy ai nhìn thấy hết được cảnh đằng sau ánh đèn sân khấu. Bài đăng của chị gái nam em lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp. Dù không chỉ đích danh ai hay cuộc thi nào, song nhiều người đã nghĩ ngay đến đấu trường nhan sắc duy nhất mà cô nàng tham gia trong năm nay, Miss Universe Việt Nam. Không biết thực hư ra sao, Lệ Nam có uất ức gì không, nhưng bài viết của cô thật sự là tâm điểm chú ý ngày cuối năm. Hiện top 10 Miss Universe Việt Nam 2023 đã xóa bài viết trên trang cá nhân, tuy nhiên mọi động thái của người đẹp đang được netizen săn đón. Trở lại với nam em, trước đó người đẹp quyết định công khai mối tình cùng doanh nhân Bùi Hữu Cường với công chúng. Cô và bạn trai quen nhau trong một lần mua đồ tại cửa hàng phong thủy do anh này làm chủ. Sau khoảng thời gian tìm hiểu, nàng Hoa Khôi quyết định tỏ tình, được bạn trai đồng ý. Hiện tại, cặp đôi đã bên nhau được khoảng 10 tháng và cũng lên kế hoạch kết hôn vào tháng 4 2024. Tuy nhiên, kể từ khi nam em tiết lộ danh tính chồng sắp cưới, quá khứ của người này bất ngờ bị cộng đồng mạng đào bới. Một số người cho rằng anh chàng không tốt, càng không phải chỗ dựa vững chắc nên khuyên nhủ người đẹp kết thúc mối quan hệ, song cả hai vẫn quyết định cạnh nhau và đồng hành trong mọi hoạt động. Nam em bị cấm hát suốt đời. Liên quan đến vụ việc ồn ào của ca sĩ nam em, mới đây một đài truyền hình tuyên bố cấm hát suốt đời. Sau khi liên tiếp vướng vào ồn ào đời tư, nam em bất ngờ lên tiếng chiêm nghiệm về mối quan hệ với bạn trai. Cô đưa ra nhận xét, Người đẹp và Quái vật là một bộ phim rất rõ về câu chuyện tình của chúng tôi. Kèm theo hình ảnh này, cô gắn thẻ tài khoản cá nhân của bạn trai. Mới đây, nam em chia sẻ hàng loạt những khoảnh khắc được bạn trai tháp tùng tới buổi tổng duyệt sự kiện trên story trang cá nhân. Người đẹp sinh năm 96 mặc trang phục tông đen thước tha. Hậu ồn ào, bạn trai nam em xuất hiện dính như sam bên cô, anh còn thể hiện tình cảm, vòng tay ôm eo người đẹp gốc Tiền Giang. Khi nam em bước lên sân khấu chuẩn bị tổng duyệt, bạn trai của cô cũng kè kè bên cạnh. Mới đây, nam em tiếp tục bài đăng trên trang cá nhân và chỉ trích đích danh Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Nam em chia sẻ, cuối cùng người đâm sau lưng mình lại là người của Bùi Quỳnh Hoa, hay lắm em thật tuyệt vời. Sau chia sẻ của nam em, netizen không khỏi ngán ngẩm vì thái độ thay đổi chóng mặt của cô nàng. Trước Bùi Quỳnh Hoa, nam em từng công khai điểm mặt chỉ tên fan của Bạch Công Khanh hãm hại chuyện gửi đồ ăn có chất thải. Cô viết, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tôi sẽ nhờ pháp luật vào cuộc vu khống lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đời tôi đã nhịn nhiều, lần này tôi sẽ không nhịn nữa. Tôi muốn bên phía FC của Bạch Công Khanh dĩ hòa vi quý, nhưng bạn lại cố tình đâm sau lưng tôi. Bạn đánh giá tôi hơi thấp rồi đó. Cô còn tố đang bị một thế lực làm chồng sắp cưới của cô bị ngộ độc thực phẩm. Trước đó, nam em từng nhiều lần lên tiếng bóng gió cho rằng Bùi Quỳnh Hoa mua giải tại chung kết Miss Universe. Thời điểm đó, chị gái nam em là Nam Anh bị out top tại cuộc thi, có vẻ như mối thâm thù của nam em với Bùi Quỳnh Hoa cũng chưa dừng lại. Netizen bày tỏ sự chán nản và không biết rồi ai sẽ tiếp tục được nam em tréo tên. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Lãnh Thanh chia sẻ, tôi, diễn viên Lãnh Thanh, xin nhân danh cá nhân mình đề nghị các đơn vị báo chí chính thống, báo mạng và các kênh truyền thông không thêm tên tuổi của tôi vào bất cứ bài viết nào dính tới Hoa hậu Nam Em, dù cho với mục đích gì. Nam diễn viên cho biết thêm, bản thân anh là một kẻ nóng tính, thẳng thắn, nhây và thích cái đẹp, hoặc là nhân vật phản diện thông qua lời kể của ai đó mà tôi không quen biết.
Tuy nhiên có những sự thật không phải từ một phía kể hay đến từ một cái giật tít nào đó. Với Lãnh Thanh, trong suốt 8 năm nam tiến để lập nghiệp và tìm kiếm các cơ hội diễn xuất, anh gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người đẹp nổi tiếng. Thế nhưng, diễn viên Chiếm Đoạt khẳng định anh chưa từng phải bám vào người khác để đi lên hay đạp người khác ở dưới để đi tới. Thế nên, việc tên tuổi của anh bị lôi kéo vào các drama hay chiêu trò là điều không hề mong muốn. Nam diễn viên sinh năm 93 cho rằng, anh không bao giờ PR bản thân bằng việc có người yêu trong showbiz, bởi vì anh quan niệm rằng tất cả mọi việc và dự án Lãnh Thanh đang tham gia đều dựa trên lợi ích chung và giá trị cá nhân mang lại cho mỗi sản phẩm, tổ chức. Ở cuối phần chia sẻ, ngôi sao phim Chị Em cũng bày tỏ, thật lòng rất đắn đo để nói ra điều trên, tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị, các tổ chức, cá nhân đã tôn trọng và lắng nghe mình, cho mình cơ hội để trở thành một nghệ sĩ chân chính. Qua những lời chia sẻ của Lãnh Thanh, nhiều người có thể đoán được người được nhắc đến chính là nam em, cặp đôi gặp gỡ khi cùng nhau tham gia game show Vô Lăng Tình Yêu. Lúc này, Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long bày tỏ tình cảm với Lãnh Thanh và tấn công, khiến khán giả vô cùng thích thú. Vì đồ đẹp đôi và nổi tiếng cùng với những cử chỉ ngọt ngào mỗi khi xuất hiện cùng nhau khiến họ được đẩy thuyền nhiệt tình. Thế nhưng, chỉ một thời gian sau, nam diễn viên chính X tuyên bố cả hai chỉ là bạn và chia sẻ, tôi với nam em có cuộc sống khác nhau và hai hướng đi hoàn toàn khác. Do đó, dù cả hai từng cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc hay có rất nhiều thời khắc vui tươi và kỷ niệm đẹp đẽ cùng nhau từ khi tham gia chương trình cho tới nay, thì điều mà tôi khẳng định lúc này là chúng tôi đã dừng lại ở tình bạn, tình đồng nghiệp chứ hoàn toàn không phải tình yêu. Trong những ngày vừa qua, cộng đồng mạng đang xôn xao về tin tức xoay quanh người đẹp nam em. Cô chính thức công khai bạn trai của mình và thông báo rằng họ tổ chức lễ đính hôn vào năm sau. Tuy nhiên, cách đây không lâu, nam em gây hoang mang cho người hâm mộ khi đăng ảnh gia đình ba người, kèm dòng trạng thái ẩn ý rằng mình đã mất con. Sau khi hình ảnh được đăng tải, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng về tình trạng sức khỏe hiện tại của nam em. Gần đây, cô đã xuất hiện trở lại trên sàn diễn ở Cà Mau và được bạn trai tháp tùng. Trong hậu trường, người yêu luôn nắm tay nam em không rời, kể cả khi cô đang trang điểm. Tuy nhiên, thần sắc của mỹ nhân quê Tiền Giang vẫn đầy vẻ mệt mỏi, uể oải sau chuỗi drama vừa qua. Chồng sắp cưới bị nói làm phong thủy tà đạo, nam em công khai luôn mọi ngóc ngách trong nhà để đáp trả. Trên trang cá nhân, nam em mới đây chia sẻ hình ảnh nhà bạn trai. Động thái này của cô để đáp trả những người cho rằng bạn trai làm công việc tà đạo. Nhà của thầy phong thủy mà mấy bạn chê là tà đạo này, tôi thấy bình yên lắm. Chưa có ai bế lên phường là do các bạn suy nghĩ quá nhiều hay do ông mang nghiệp tu nặng ở ta. Nam em chia sẻ, bạn trai nam em làm trong ngành phong thủy, cũng từ một lần muốn tìm coi phong thủy mà nam em gặp gỡ rồi sinh ra mến mộ và theo đuổi người yêu. Nam em từng cho biết khi gặp bạn trai, anh như tỏa ra một hào quang gì đó thu hút cô. Cách đây không lâu, nam em chia sẻ chuyện vừa mua biệt thự 5 tầng khang trang làm tổ ấm mới. Nhiều người suy đoán đây chính là căn hộ của nam em và bạn trai trước khi chính thức về chung nhà. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, nam em cùng bạn trai tiết lộ có kế hoạch tổ chức ăn hỏi khoảng nửa đầu năm 2024. Sau nhiều sóng gió, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bền chặt, thường xuyên công khai xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Nam em công khai mối quan hệ tình cảm với bạn trai làm trong ngành phong thủy cách đây vài tháng. Nam em cho biết cô là người chủ động theo đuổi chồng sắp cưới vì bị anh thu hút. Những tưởng đã tìm được hạnh phúc sau nhiều sóng gió, thì nhiều người khuyên nam em nên quay xe khi bạn trai của cô bị phát hiện. Chuyện từng có hai đời vợ và tiền án tiền sự. Lên tiếng chuyện này, nam em bảo vệ chồng sắp cưới, cho rằng ai cũng có quá khứ. Ồn ào liên tục bủa vây cặp đôi khi có thời điểm nam em bỗng dưng mất tích, xóa hết hình ảnh bên bạn trai trên trang cá nhân. Sau đó cô khiến dư luận dậy sóng khi hé lộ bạn trai bị hãm hại, còn bản thân cô thì nhận quà độc từ fan. Cách đây không lâu, nam em úp mở chia sẻ chuyện mất con do áp lực dư luận khiến công chúng hoang mang. Tuy nhiên, cô không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về việc này.